Vâng, xin chào anh em, quý vị và các bạn. Vâng, tiếp theo anh Hoàng lại giao cho một nhiệm vụ nữa, là một cái chủ đề cũng khá là hay, là làm thế nào để loại bỏ được cái sự nhầm lẫn giữa chân phanh và chân ga đối với các cái dòng xe số tự động như thế này. Thì với những cái kinh nghiệm của mình ấy, thì thực ra mình cũng chỉ dám chia sẻ thôi. Lái xe thì mình vẫn xin nhắc lại là không dám nói hay ạ, không dám nói hay. Thì chia sẻ nhá, là điều đầu tiên là chúng ta vẫn phải chỉnh cái vị trí tư thế lái tốt nhất, tầm nhìn ghế vô lăng. Các bạn hãy click lên link ở trên góc màn hình, chúng tôi đã chia sẻ cái đấy rất là chi tiết rồi đó, và ở phía bên dưới cũng có rất nhiều ý kiến đóng góp để các bạn có thể đọc để tham khảo và luyện tập. Cái thứ hai là cái việc mà chuyển để tránh nhầm lẫn giữa cái chân ga và chân phanh ấy, thì xin được với các bạn không cách gì cả, tất cả phải đều luyện tập, phải dành thời gian nhiều để luyện tập. Luyện tập như thế nào thì trong cái chương trình chúng tôi giới thiệu cũng ngay trên góc màn hình phía bên phải ấy, là loại bỏ nỗi sợ hãi, thì chúng tôi cũng đã giới thiệu rất là chi tiết. Thì luyện tập như thế nào, đặc biệt cái tư thế bàn đạp chân phải đây này. Đấy, giữa chân giữa bàn đạp phanh và bàn đạp ga chúng ta sẽ chuyển bằng gót nhé. Đấy, chúng ta sẽ chuyển bằng gót. Chuyển bằng gót như thế này ạ. Không nên là như thế này ạ. Đấy, chuyển bằng gót và luyện tập thật nhiều, nhịp nhịp phanh phanh ga, à xin lỗi, ga 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 phanh 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 ga ga phanh. Đấy, ga phanh 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 ga 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 phanh 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 ga. Đấy, tập thật nhiều, tập rất nhiều lên. À, tập nguội, tập nóng, tập chuyển động chậm, vân vân. Đó. Đấy. Và đặc biệt là chúng ta nên dùng những cái đôi giày đề bằng để lái xe nhé. Lái xe nó không chỉ giúp chúng ta đỡ bị tránh cái vấn đề bị kẹt, chúng ta có thể chuyển linh hoạt hơn nữa, và chúng ta có được cái cảm nhận về bàn đạp ga, cái mức độ chân ga cũng như cái mức độ của phanh, cái hành trình của cái bàn đạp phanh một cách tốt nhất. Chị em là mình thấy là cũng nhiều khi hay hơi vội là dùng luôn giày cao gót, thì đấy là thực sự là một cái rất lo ngại. Rồi, cái vấn đề tiếp theo là khi mà dừng xe, lại là cái chủ đề để N hay để D. Thì đối với cái vấn đề mà khi mà dừng đèn đỏ ấy, thì thông thường với kinh nghiệm của mình ấy, để giảm thiểu những cái lơ đễnh khi có điện thoại hoặc là gì gì đó, hoặc là một cái tác động khách quan nào đấy mình mất tập trung ấy, thì thông thường là mình để N hay để D, tức là dùng về mo hay để D ấy, thì luôn luôn giữ bàn đạp phanh ạ. Và kéo phanh tay. Phanh tay điện tử thì càng tiện. Thực ra mình cũng chỉ thêm một cái thao tác nữa thôi, nhưng mà rõ ràng nó tăng cái sự an toàn của chúng ta hơn rất là nhiều. Rồi. Và các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm những cái tính năng của cái phanh tay điện tử trong các cái video chúng ta đây tôi đã giới thiệu trước rồi. Cái điều thứ tư mà mình rất muốn chia sẻ tiếp, đấy chính là khi mà dừng xe thì hãy nhớ đưa cần số về vị trí P, parking, để đỗ và kéo phanh tay lên. Cũng có nhiều trường hợp là thôi đấy, ví dụ như này, đang để đề này, bước ra khỏi xe là xe nó chạy tuột luôn. Có, cái trường hợp đấy là có rồi. À, thì cũng rất là nguy hiểm. Và cái điều cuối cùng mà vẫn phải xin chia sẻ với các bạn là chúng ta hãy có một cái trạng thái lái xe tốt nhất, mềm mại nhất và thoải mái mỗi khi song hành cùng chiếc xe. Và nếu như có thời gian, hãy tăng cường thời gian luyện tập. Đặc biệt là với những người mới tốt nghiệp trường lái, với những người mà mới lái một thời gian ngắn, tôi hay gọi là giờ bay đấy. Và nếu như các bạn có thêm những cái kỹ năng, cái cách nào như để giảm thiểu cái vấn đề nhầm giữa chân ga và chân phanh như thế này, thì xin vui lòng hãy chia sẻ bên dưới clip với chúng tôi. Hãy đóng góp nội dung với chúng tôi bằng cách comment, comment, comment. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye!